Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Và ngày hôm nay, Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ làm món bánh khoai lang que với nồi chiên không dầu. Bánh khoai lang của chúng ta được chiên với nồi chiên không dầu có màu vàng rất là đẹp mắt và có vị bùi bùi béo béo của bơ và khoai lang. Hãy cùng Ăn Sạch Sống Khỏe vào bếp và thực hiện món bánh từ khoai lang hết sức đơn giản này các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi qua về phần nguyên liệu để mình sẽ làm món bánh khoai lang que của chúng ta các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoai lang. Chúng ta chỉ cần khoảng tầm 2 củ khoai lang như thế này thôi. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cần có bột gạo. Các bạn nhớ là bột gạo nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một quả trứng gà. Một quả trứng gà. Và tiếp theo nữa thì sẽ là bơ. Bơ này. Và phần đường nữa. Nếu như các bạn muốn có phần nhân phô mai thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm phô mai. Còn nếu như các bạn không có khoai phô mai cũng được, không sao cả. Nhưng mà chúng ta làm bánh khoai lang que thì cho cái phần nhân phô mai vào nó sẽ ngon hơn. Và trên đây là những cái nguyên liệu mà mình sử dụng để làm bánh khoai lang que. Đó, các bạn nhớ cho mình là khoai lang, bột gạo, đường, bơ và trứng gà là những nguyên liệu chính. Còn nếu như các bạn có phô mai thì các bạn sử dụng, còn nếu không có thì cũng không sao. Và trên đây là những nguyên liệu mà mình sẽ sử dụng nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành là gọt sạch cái phần khoai lang của chúng ta các bạn. Để mình sẽ mang đi hấp. Khoai lang của chúng ta sau khi mà mình đã hấp xong thì mình sẽ dùng một cái dĩa, mình sẽ tán nhuyễn cái phần khoai lang này của chúng ta. Cho ra một kéo và mình sẽ tán nhuyễn cái phần khoai lang này. Vì ở đây là mình sử dụng nồi chiên không dầu nên là mình sẽ không cần tới cái bột chiên giòn như bột chiên xù. Còn nếu như các bạn muốn không còn tiêu nồi chiên không dầu thì các bạn có thể cho thêm phần bột chiên giòn và bột chiên xù. Khi mà mình làm mình lăn qua thì cái phần bánh khoai lang của chúng ta nó sẽ giòn hơn. Sau khi mà mình đã tán nhuyễn rồi thì mình sẽ cho tới cái phần bột gạo của chúng ta vào. Mình sẽ cho tới phần bột gạo. Cùng với đó sẽ là phần đường. Mình cho tới bơ. Mình sẽ trộn lên. Cuối cùng là mình sẽ cho tới phần trứng gà chúng ta. Mình sẽ trộn đều lên. Sau đó thì mình sẽ dùng tay và mình sẽ nhào cái phần bột này các bạn nhé. Giờ mình sẽ tiến hành nặn cái phần bánh của
mình sẽ lấy phần bột của chúng ta ra. Và sau đó thì mình sẽ nặn thành cái hình que các bạn nhé. Trước đó thì mình sẽ phải nặn để cho mình sẽ cho tới phần nhân phô mai của chúng ta vào. Đó, các bạn ấn dẹt như thế này. Và sau đó thì mình sẽ cho tới cái phần nhân phô mai của chúng ta vào. Mình sẽ cuộn lại. Đó. Mình sẽ viên để thành được một cái hình que. Khoai lang que. Sau đó mình sẽ đặt lên phần giấy nến của chúng ta các bạn nhé. Để lát nữa mình sẽ cho luôn vào nồi chiên không dầu. Tương tự mình cũng sẽ lấy phần bột của chúng ta ra. Lại cũng ấn dẹt để cho cái phần nhân phô mai của chúng ta vào giữa. Đó, mình sẽ nhân cho phần nhân phô mai vào giữa. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần khoai của chúng ta vào trong nồi chiên không dầu và mình sẽ chiên các bạn nhé. Mình sẽ nướng nồi chiên không dầu. Mình sẽ xét nhiệt 2 lần để được cái phần khoai lang của chúng ta là giòn. Lần đầu tiên thì mình sẽ xét ở 180 độ 10 phút. 180 độ 10 phút nhé. Đó, đó là xét nhiệt của chúng ta.